gửi lời chào và giới thiệu về nhóm mình ạ. Xin chào các bạn. Ui, là nhà Uli Slam à? Ui, Uli Slam, mày có chị đâu để chị nhận được? Nếu mà được chia sẻ một từ với nhóm thì là em phải nói là nhóm mình là một nhóm mà có từ to nhất, đó là từ kết nối. Vì thực ra là nhóm thì đến từ rất là nhiều khoảng khác nhau, cả các độ tuổi và các thành viên rất là khác nhau. Thế nhưng mà thực ra là nhóm đã cố gắng làm việc cùng nhau, kết nối với nhau để có thể là giành được cái giải nhì khán giải. Thực sự là sau khi nhận xong, nhóm thực sự là rất là háo hức và vui mừng. Có rất là nhiều các thành viên tích cực mà phải nhắc đến, đó là chị Thủy, chị Linh, chị Sơn, em Linh. Tất cả các thành viên đều rất là tích cực trong nhóm, và cái khẩu hiệu kết nối là được thực hiện cực kỳ tốt trong nhóm của em ạ. Tiền đi kia. Đối với mình thì sau khi mà tham gia cái hoạt động này và tham gia cái nhóm Sau khi nhận được phần giải thưởng khá là
khổng lồ. Giải nhì đâu, vừa đại diện giải nhì chắc lấy chút mà. Giải nhì chưa cần lấy tiền đâu ạ. Chắc còn phải chia sẻ, chắc nghĩ cách để thắng tiền. Một cái thông điệp mà được nhóm muốn gửi gắm tới tất cả các cán bộ giảng viên của khoa pháp, và cái thông điệp chính là cái thông điệp tôi gửi gắm tới sau nhá, đó là buổi lan tỏa và kết nối rất là mạnh mẽ giữa niềm vui của các giáo viên với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.